Kể từ khi ông Hun Sen lui lại phía sau chính trường Campuchia, đất nước Chùa Tháp đang phải đối mặt với làn sóng phản đối mang đậm màu sắc cách mạng màu. Từ đầu tháng 8 tới nay, ngoài sự kiện khởi công dự án kênh đào Phù Nam có mang lại không khí hồ hởi, phấn khởi cho dân chúng, còn thì Campuchia đang phải đối mặt với những tình huống phức tạp. Nhạy cảm chính trị, sự nổi dậy của phe nhóm đối lập chính trị với chính quyền đương nhiệm nổ ra biểu tình lớn cả ở trong nước và ngoài nước. Giật dây hoạt động này là tổ chức chính trị phản động mượn danh Đảng Cứu Quốc Campuchia do Sam Rainsy khơi mào từ lâu. Hòng chống Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền của ông Hun Sen, lên án chính quyền Hun Sen bán rẻ lợi ích quốc gia cho Việt Nam, đòi tẩy chay người Việt đang sinh sống từ lâu đời ở Campuchia, phá hoại chương trình hợp tác phát triển kinh tế ở vùng giáp danh giữa Campuchia với Lào và Việt Nam. Về sự kích động Việt Nam chiếm đất của Campuchia, đây là sự hàm hồ lịch sử, thiếu hiểu biết về thế thời, thời thế. Nếu chịu khó đọc lịch sử, thì những kẻ mang chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ở Campuchia sẽ hiểu nhân loại chưa bao giờ có sự định hình lãnh thổ nguyên bản từ thời nguyên thủy tới hiện đại. Các cuộc chiến tranh gây ra nhiều biến đổi về lãnh thổ. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có những gắn bó lịch sử từ thời cổ, trung đại cho tới ngày nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ dạy người Việt Nam về sự tương trợ đối với Campuchia rằng giúp bạn là tự giúp mình. Cho nên Việt Nam đâu có tiếc máu xương để giúp bạn giành độc lập, để cứu thoát họa diệt vong thời hiện đại. Cuộc tấn công của quân tình nguyện Việt Nam vào tận xào huyệt bọn Khmer Đỏ từng gây cho Việt Nam nỗi oan khiên rằng Việt Nam xâm lược Campuchia. Nhưng rồi lịch sử đã chứng minh sự hy sinh của Việt Nam là có ý nghĩa lịch sử nhân đạo của loài người thời hiện đại. Về người Việt sống ở Campuchia, đó là một hiện tượng thường thấy trong lịch sử, bởi con người không bất định, vì hoàn cảnh lịch sử nên đã có những cuộc di cư tự nhiên, di cư chính trị. Người Việt hiện sống ở Campuchia xấp xỉ 1 triệu người, họ là một cộng đồng dân tộc thiểu số đông nhất ở Campuchia, là một lực lượng xã hội đem những đức tính cần cù, chịu khó, thích ứng với hoàn cảnh lịch sử và tự nhiên để tìm kế sinh tồn, đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại. Trong số các cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì bà con Việt Kiều ở Campuchia thường xuyên nhận viện trợ từ chính quốc. Trong khi đó, Việt Kiều ở nước khác thì gửi ngoại hối về cho người thân hoặc tham gia đầu tư về cố quốc. Còn đầu tư của Việt Nam vào Campuchia hiện đang chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong vốn đầu tư nước ngoài vào Campuchia. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, cần phải biết chia sẻ lợi ích, tương trợ lẫn nhau, đó là lẽ đương nhiên. Những kẻ theo đuổi âm mưu kích động hận thù dân tộc, gieo rắc hoài nghi lịch sử, hòng gây phản loạn nội quốc, đố kỵ và gây bất hòa với Việt Nam thì ắt sẽ bị quả báo. Khuyên rằng, những ai còn đủ tỉnh táo trong câu chuyện ai oán, hận thù dân tộc ở Campuchia thì hãy suy ngẫm hai câu này. Trong khốn khó mới biết bạn tốt, ta sẵn lòng chúc phúc và biết ơn những người bạn đã mang đến cho ta những bài học cuộc sống thay vì căm ghét họ.